Ngày càng có nhiều F0 tự điều trị tại nhà. Vì vậy, các loại thuốc chữa COVID-19 đang được rao bán và tìm mua rất sôi động những ngày qua. Không ít người sẵn sàng chi tiền để mua các loại thuốc được cho là trị được COVID-19. Thế nhưng các loại thuốc này có thực sự hiệu quả hay là được bán trôi nổi không kiểm định về chất lượng? Chúng ta hãy cùng xem qua một số trang cá nhân rao bán các loại thuốc này. Mạng xã hội vẫn là thị trường dễ nhất để quảng cáo và buôn bán các loại mặt hàng. Thuốc điều trị COVID là một mặt hàng như vậy. Với các quảng cáo thuốc điều trị COVID của Nga, của Ấn Độ, bán ở cả sàn thương mại điện tử, bán ở cả Facebook cá nhân và có giá từ vài triệu tới cả chục triệu cho các sản phẩm thuốc như thế này. Alo. Dạ alo, anh ơi, anh còn thuốc Molab không hả anh? Chị ở Hà Nội hay ở đâu ạ? Dạ em ở Hà Nội ạ. Hà Nội, vâng, ở Hà Nội bên em còn ạ. Vâng, bây giờ là giá bao nhiêu anh ạ? Molab thì bên em hiện tại đang bán là 4,5 triệu một hộp. 4,5 triệu một hộp ạ? Thế vâng. Cái này là mình xách tay hay thì em không biết là cái này làm nào để biết được là thật giả hay như nào anh? Thực ra cái thuốc Molab này thì nó không có hàng giả đâu. Với lại bên em thì bên em cũng là bản thân bên em cũng là dược sĩ, bên em bán thuốc nên cái đấy chị hoàn toàn yên tâm. Cái này là tại vì là em đọc ấy, thì em thấy rằng là thấy bác sĩ nói rằng là cái này là nếu mà có triệu chứng thì là sẽ phải theo phác đồ điều trị bác sĩ đồng ý và yêu cầu thì là mới được dùng đúng không? Còn đây là mình nếu mà mình mua mình tự dùng thì mình có phải hỏi bác sĩ hay như thế nào không anh? Cái đấy thì tùy theo cái quan điểm cá nhân của từng bệnh nhân. Thông thường thì cái này nó sẽ là sử dụng theo chỉ định của các bác sĩ bởi vì nó là thuốc kháng virus. Nó hay được ở Việt Nam mình thì hầu như là được cấp phát nhưng mà một vài bệnh nhân mà không được cấp phát thì mua ngoài thôi. Là mình tự nếu đấy là theo đúng ấy thì sẽ phải là bác sĩ cấp phát và mình sẽ phải uống theo cái đơn đúng không ạ? Còn nếu đúng mà đây là mình tự mua để mình tự sử dụng cái gì anh? Tiếp tục trong vai một đầu mối cần mua hàng, chúng tôi cũng đã tham gia vào một hội nhóm chuyên bán các loại thuốc Tây, hỏi mua thuốc điều trị COVID-19. Ngay lập tức, rất nhiều người đã giới thiệu mặt hàng và khẳng định thuốc này được nhập từ nước ngoài về bằng đường xách tay, đảm bảo điều trị COVID có hiệu quả. Chữa được chứ chị, không chữa được bọn em bán làm gì. Ở bên Nga người ta cũng dùng nhiều mà. Ở Việt Nam mọi người cũng mua nhiều để dùng mà. Dùng để phòng trừ ấy chị. Tức là mình uống để mà mình phòng trừ bệnh ấy. Vâng. Mà nếu mà mình có nhiễm bệnh thì nó cũng sẽ nhẹ, triệu chứng nó nhẹ chị ạ. Em có hai loại thôi, một loại hộp thì là vỏ màu trắng, thuốc màu đỏ, và một loại lọ. Chủ hàng cho biết mỗi hộp thuốc màu xanh này được chủ hàng nhập về với giá khoảng 1 triệu đồng. Khi giao bán thì giá đã được nâng lên khoảng 3 triệu đồng, tức là lãi gấp 3 lần. Không nhãn phụ, không hướng dẫn bằng tiếng Việt và cũng không thể biết chúng có phải là thuốc được lưu hành theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế hay không. Không ít vụ việc buôn bán các loại thuốc trị COVID-19 như thế này đã bị cơ quan chức năng thu giữ trong thời gian qua. Vì vậy, việc tự ý sử dụng các loại thuốc này rất nguy hiểm, quý vị cần lưu ý.